Trung Quốc những ngày qua, thiên tai dị tượng liên tiếp ập đến, khiến người dân không kịp trở tay. Lũ lụt. Mưa đá. Lốc xoáy. Trời cao dường như đang muốn liên tục gửi đến thông điệp để cảnh tỉnh người dân. Trời cao đang phẫn nộ vì có quá nhiều án oan tại vùng đất Thần Châu. Ngày 28 tháng 4, tuyết bất ngờ rơi dày đặc xuống quận Đa Luân, Nội Mông và Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Người dân cho biết đây là một hiện tượng phải nói là nghìn năm có một. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, tuyết rơi dày trên đường ở quận Đa Luân, nhiều ô tô không thể di chuyển, một số người phải dùng xẻng mà xúc tuyết. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, nhiều nơi ở Hà Bắc bắt đầu xuất hiện tuyết rơi. Mùa đông dường như ập đến chỉ sau một đêm. Tính đến 11 giờ ngày 28 tháng 4, có nơi độ sâu của tuyết đạt tới 32cm. Tại khu quản lý Tái Bắc của trường Gia Khẩu, người dân đã phải mặc quần áo mùa đông khi đi ra ngoài. Trước tình trạng này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã để lại những bình luận như sau. Chuyện này ám thị điều gì? Điều này quá bất thường. Trời ơi, thật không thể tin được, thật bất thường. Lốc xoáy kinh hoàng. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 4, một cơn lốc xoáy cường độ cấp 3 đã xuất hiện tại thị trấn Trung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. Cơn lốc xoáy đã gây ảnh hưởng trong khoảng 1 km và tác động đến 4 ngôi làng là Quang Minh, Trần Động, Kim Bồn và Lương Điền ở thị trấn Trung Lạc Đàm. Tính đến 22 giờ ngày 27 tháng 4, có ít nhất 5 người đã thiệt mạng. Lốc xoáy cũng làm hư hại 141 nhà máy. Một số người bị thương tại Bệnh viện Nhân dân số 3 quận Bạch Vân cho biết hàng trăm người bị thương trong cơn lốc xoáy đang được điều trị tại đây. Theo Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp quận Bạch Vân, Quảng Châu, xưởng sản xuất đồ nội thất đã bị lốc xoáy lật đổ. Những bức ảnh được cư dân mạng địa phương đăng tải cho thấy một khu vực rộng lớn, các tòa nhà xưởng sắt bị sập do lốc xoáy. Cột điện trên đường phố cũng bị đổ. Một người phụ trách một nhà máy địa phương cho biết, không ai ngờ có gió mạnh như vậy, nhiều cây cối bị bật gốc, nhiều phương tiện bị hư hỏng, cột điện bị đổ, nhiều ngôi nhà trong làng vẫn chưa được khôi phục. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, khi lốc xoáy xuất hiện, chớp lớn lóe sáng lên nhiều lần trên bầu trời và tia lửa vụt sáng khắp nơi. Có người cho biết sét đã đánh vào cột điện. Cư dân mạng để lại tin nhắn với nội dung như sau. Thật đáng sợ, cơn lốc xoáy đã cắt đứt dây cáp điện. Mọi người có mặt tại hiện trường và một số xe cứu thương đã đến. Trời tối một lúc rồi sáng hơn một chút, thật kinh khủng. Đây là Quảng Châu à, hay là phim tận thế của Hollywood? Chưa dừng lại, ở khu vực Quảng Đông, ngoài việc lũ lụt càn quét và nhấn chìm một số khu vực, thì ngày 28 tháng 4 lại xuất hiện một trận mưa đá rất khủng khiếp. Người dân địa phương cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến trận mưa đá nào kinh hoàng đến như vậy. Có cục đá còn to hơn cả bàn tay xòe của người trưởng thành. Cây cối, nhà cửa và xe cộ, rất nhiều tài sản đều bị phá hủy nghiêm trọng. Nhiều mái nhà bị đập vỡ, kính ô tô bị đập vỡ, động vật tử vong. Một số chủ xe còn bị mưa đá rơi trúng chảy máu đầu. Cư dân mạng mô tả, nó không phải mưa đá mà là những viên đạn bắn thẳng đứng xuống. Nhiều người đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tại sao thời tiết lại khắc nghiệt như vậy, có quá nhiều án oan chăng? Là có oan quốc, nàng đậu Nga đang đi khắp phố. Nàng đậu Nga chính là ý chỉ một nhân vật lịch sử bị oan quốc trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi nàng bị hại chết, trời đã giáng tuyết rơi để minh chứng cho lời thề trong sạch của nàng. Hàng triệu người chết oan giữa Bạch Nhật Thành Thiền.
lật từng trang lịch sử hiện đại của Trung Quốc từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt chính quyền, chính là có không biết bao nhiêu án oan khiến đất trời phẫn nộ. Đầu tiên là Đại Nhảy Vọt. Đây chính là thời kỳ đen tối của nhân dân Trung Quốc. Từ năm 1959 đến năm 1962 là khoảng thời gian 3 năm ác nghiệt. Đầu năm 1961, cả nước Trung Quốc đã có hơn 30 triệu người chết đói. Chuyện những người Trung Quốc đổi con cho nhau để ăn thịt chính là xảy ra vào thời kỳ này. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang đã qua đời vì một cơn đau tim. Từ tang lễ đó, hàng trăm ngàn sinh viên và người dân đã chiếm quảng trường Thiên An Môn để biểu tình thúc đẩy cải cách dân chủ. Đặng Tiểu Bình sau đó đã bí mật sai Giang Trạch Dân thiết kế và chỉ đạo vụ thảm sát Thiên An Môn. Quân đội và xe tăng đã tiến vào Bắc Kinh đợi lệnh. Quảng trường bị đóng kín cửa, khiến cho sinh viên và người dân bên trong không có đường thoát thân. Bên ngoài, quân lính và xe tăng tiến vào nổ súng điên cuồng, giết hại những người dân tày không tất sắc. Ước tính hơn 10.000 sinh viên đã chết oan uổng trên quảng trường Thiên An Môn. Sau sự kiện đó, người dân còn tin theo lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng sinh viên đã thực hiện một cuộc biểu tình bạo loạn. Ngày nay, các thế hệ sinh viên ở Trung Quốc phần lớn đều không biết về sự kiện này, hoặc là chỉ biết dựa trên sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những năm 1980-1990, phong trào tập khí công lại trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Đặc biệt, khi vừa được truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã được toàn dân Trung Quốc tiếp nhận nồng nhiệt. Đặc điểm của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp nhân dân. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào với phương thức sinh hoạt hiện tại hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền, dù họ ở bất kể giai tầng nào. Có thể đứng tại ngay vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình để trở nên ngày càng tốt hơn. Chỉ vỏn vẹn mấy năm, số người theo học đã đạt con số gần 100 triệu người, vượt qua cả số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thời bấy giờ. Người cầm quyền nhà nước Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân đã bốc lửa đố kỵ trong tâm. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khắp nơi ở Trung Quốc đại lục đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Lúc đó, về phương diện dư luận, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24. Người tạo ra tiết mục đó chính là Triệu Trí Chân, tổng biên tập kênh Ánh Sáng của Khoa học Kỹ thuật của đài truyền hình Vũ Hán. Người ta nói dịch bệnh 4 năm trước bắt nguồn từ Vũ Hán thực sự là do nhân quả. Người dân Trung Quốc lúc đó cứ 13 người thì có một người học Pháp Luân Công. Nghĩa là ở bất cứ nơi nào của Trung Quốc, ai ai cũng có thể tận mắt chứng kiến sự ôn hòa và vô hại của phong trào Pháp Luân Công. Tuy nhiên, người dân đã không lên tiếng bảo vệ người lương thiện, đứng về chính nghĩa, mà họ lại đứng về phía chính quyền tàn bạo. Kết quả là dẫn đến cuộc đàn áp chưa từng có trong lịch sử. Trong nhiều năm qua, chính những người đồng bào của họ đã bị bắt giữ phi pháp, tra tấn, bỏ tù, thậm chí là mổ cướp nội tạng. Những tội ác cùng cực như vậy xảy ra ngay bên cạnh, nhưng nhiều người vẫn làm ngơ như không biết. Một số người còn đồng lõa với chính quyền Trung Quốc đi tố cáo những người tập Pháp Luân Công. Việc làm này chính là đổ thêm dầu vào lửa, bức hại đến tận ngày nay, đã hơn 25 năm trôi qua. Người xưa có câu, thiên nhân cảm ứng, trời cao sẽ không tự dưng giáng họa cho một ai đó, tất cả đều có lý do. Người dân Trung Quốc và những ai không sớm nhận ra chân tướng, còn nghe theo tuyên truyền vu khống tàn độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bức hại người lương thiện, thì tai kiếp sẽ còn đón đợi trong tương lai.